Thưa quý vị, sau nhiều ngày dư luận xôn xao về việc xe của Bộ Công Thương đi đón người thân của ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thì ngày hôm nay, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương. Trong thư xin lỗi nêu rõ, với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời người trong gia đình có liên quan, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận lỗi trước công luận vì đã để xảy ra sự việc này. Thông qua các cơ quan báo chí truyền thông, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và gia đình gửi lời xin lỗi tới toàn thể hành khách có mặt trên chuyến bay VN262 tối ngày 4 tháng 1 năm 2019. Đặc biệt, ông cũng gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đến đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh coi đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và bộ công thương. Trước đó vào tối ngày 4 tháng 1 năm 2019, xe biển xanh 80B5645 của Bộ Công Thương đã vào sân cảng hàng không Hà Nội hàng không nội bài để đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh theo văn bản đề nghị của Bộ Công Thương vào ngày 3 tháng 1 để đón tiễn Bộ trưởng đi công tác.